chào, tôi tên là Đức, chủ quán The Hidden Elephant Coffee. Tôi là người rất là thích sách. Công việc của tôi là công việc ngồi trên máy tính. Và do đó thì tôi nghe audio nhiều hơn. Sau mỗi lần mà nghe những cái cuốn sách bằng audio cảm thấy hay thì tôi mua lại những cái quyển đó để trong tủ sách nhà mình. Và từ đó hình thành một cái lượng sách khá khá. Và đến khi có một cái ý tưởng để kinh doanh thì mình nghĩ ngay đến quán cà phê sách. Tên quán là The Hidden Elephant. Nó na ná với tên một quyển sách của tác giả Haruki Murakami. Nhưng mà thật ra cái mình muốn chuyển tải là một cái nghĩa khác hơn sâu bên trong. Trong mỗi quyển sách có khi chứa những cái lượng kiến thức rất là khổng lồ, cũng giống như là cái chú voi khổng lồ mà ẩn mình trong một cái căn chung cư nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Thực ra cho đến thời điểm này thì quán cà phê của mình vẫn chưa thể gọi là một quán cà phê hoàn chỉnh, bởi vì có rất là nhiều thứ mình muốn đưa nó đến một mức độ hoàn hảo. Ví dụ như là ống hút, bên mình chủ trương là không có sử dụng ống hút nhựa, bởi vì những cái chế phẩm từ nhựa thì nó sẽ gây tác hại cho môi trường. Như các bạn đã biết thì mình thử nghiệm rất là nhiều loại ống hút tre, ống hút giấy, ống hút inox và cả ống hút cỏ, nhưng mà vẫn chưa có loại nào thực sự hài lòng. Đó là một trong những cái mình muốn hoàn thiện ở quán mình để mang lại ý nghĩa về môi trường cũng như là một cái không gian tốt nhất dành cho các bạn khách hàng. Trong thời gian ngắn sắp tới thì cái công việc của tôi là sẽ hoàn thiện cái không gian quán cũng như là hoàn thiện cái cung cấp phục vụ, và tất nhiên là sẽ tìm thêm nhiều đầu sách hay dành cho các bạn thật sự muốn đọc sách đến quán.